cảnh báo sai lầm nghiêm trọng khi anh chị sử dụng băng tan để cuốn vào ổ hút và ổ xả của bơm bình lửa. Việc này sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng, dẫn đến anh chị sẽ bị mất tiền, chi phí để thay thế vật tư mới, làm mất thời gian, công sức của anh chị và làm gián đoạn quá trình sản xuất. Một số anh chị khi mua cái bơm định lượng về, anh chị thường hay mắc phải đó là mình quấn cái băng tan vào cái ổ hút và ổ xả của bơm định lượng với mục đích để cho nó không bị rò rỉ hóa chất ra ngoài môi trường. Tuy nhiên, hành động này lại là một cái sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Nó sẽ dẫn đến hiện tượng buồng bơm bị lướt ra sau một thời gian sử dụng, hoặc là cái cổ phần cần ổ hút ổ xả này nó bị nứt ra, và khi đó anh chị bắt buộc phải mua cái vật tư mới để thay thế, và vật tư mới cái phần đó thì nó sẽ rất là đắt đỏ. Do đó mà anh chị hãy chú ý về cái phần này. Phải giải pháp của cái vấn đề này là gì? Rất đơn giản, anh chị khi mua bơm về anh chị cứ lắp đặt như bình thường, không cần thêm bất kể vật tư gì khác, và cũng lưu ý là không lắp băng tan vào ổ hút và ổ xả bơm bình thường. Máy bơm đảm bảo vẫn hoạt động hiệu quả, đảm bảo thời gian sử dụng lâu dài và không bị rò rỉ hóa chất ra môi trường. Cái việc này rất đơn giản, vậy anh chị hãy hành động ngay hôm nay theo cái hướng dẫn này để không có những cái sai lầm đáng tiếc xảy ra, đảm bảo cho máy bơm hoạt động hiệu quả lâu dài và ổn định.